Hôm nay em sẽ có map sát heo park. Aoe ấy. Em không thích chơi mấy trò chiến thuật. Hôm qua chơi mình mấy thằng này chơi hai phết. Tính bạn em vào nhá. Bạn mày á? Không. AFK. Reloading. Is that a bottle of pure? Nhóm mới được ghi lại lắp ghét ấy. Suốt từ tối qua ăn rồi. Long ơi, sao ping mày cao ấy em? Mày xem phone à? Vừa xem phone vừa vừa chơi. Tăng 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 tăng. Tăng alert được hốt. Được luôn. Đáp bằng gì? Đáp đi không? Đâu cần chiến để bắn mấy người này đã thua. Lần đã nay tinh à mẹ cam mới đỏ kiểu luôn. Lần giúp em cái anh ơi, anh đéo thì giúp được luôn, anh đéo giúp được cả anh này. Mẹ tinh đấy, tinh đỏ mẹ luôn rồi, vẫn lần đỏ là do mạng mày chứ do tao đéo đâu mà mày cứ tham. Tham đéo gì? Tao tham rồi. Tôi biết rồi. Tôi bị mẹ. Ui, đừng đi. Lừng. Lừng rồi. Đi mẹ, ông kia ping 200 vẫn lừng. Ping 200 rồi. Em á. Ping em cao quá. Thì mẹ thằng hốt thì ping năm mấy mà, nhưng mà nó hốt thì mẹ ra nó còn đỡ ấn tính. Thế bây giờ làm cái đéo được, nó hot, nó lag thì làm cái đéo được, tao có làm cái gì đâu. Giúp em. Rút thôi, làm gì. Em không di chuyển được cái này. Thôi chú ở lại làm mồi cho nó đi. Anh đi rút nó nhanh. Quay lại cứu nhau thành chết ý. Mà anh còn đéo biết anh không đi được về không, anh còn là gì. Nó quái giai đoạn này đông thế nhở. Không chết rồi à? Lầm. Thế thì con mẹ chúng mày đi nhanh quá, tao đi cuối. Mà thì phải nó lag ấy. Nó lag, nó chơi, nó vừa quay phim nó vừa lag rất lồn. Ping em 200 bên này. 200 thì nó không sao, quan trọng FPS mày vẫn cao. Đây FPS tao vừa thấp thì còn lag. Lơm. Lơm. Sao lại đốt lửa kia? Đốt lửa cho nó đỡ đuổi theo. Tiêu cá. Có speeder. Ui ui. Ê, đỡ hơn chưa đấy. Đúng là lại lồng con. Lát phải lồng. Ơ, đừng có bắn rút phát ra gì mẹ. Sao còn sao?
Ô sao cốt chết rồi kìa. Bút chết là đúng rồi, bút tuổi đéo rồi. Chicken Galaxy rồi, bây giờ thì cũng chỉ AFK đây làm đéo rồi. Ô Chicken Galaxy AFK đây. Tùy đấy. Tại vì nó lag cái sao. Mày vãi lờn thế. Bây giờ ông AFK đi. Tí tôi ấy cho. Đạt qua đây mới hưu cho. Vãi lờn. Thôi nha, miễn cưỡng nha. Bịt cho mẹ thế này được rồi. Này được. Không lên được đâu, cái đấy dưới này mình kiểu cài nhiều người nhưng mà bên dưới ấy... ông AFK sang là bot rồi tên này. Giết mẹ à. Thôi xin lỗi. Kaka. Long đi ấy em. Anh sốc đó. Kéo kít mẹ. Anh đạt heal không? Em heal không? Thôi chú heal đi. Anh còn đầy. Anh có rồi. Wow, súng rồi. Nó lè kia đầy. Đạt quá. Ô vãi. Kéo súng luôn. Mình kích thằng bot kia ra để cho nó tí anh em chơi cho nó ấy. Súng này. Lồn. Mai còn mình rồi, mai nó sốc rồi. Sốc, hai sốc. Tiền lụt biển. Anh em Galaxy. Sao xong kia lép. Kìa anh em ơi. Ôi giời ơi, đi đông thế. Mẹ là một chắc gỡ đường khoảng người game vào cho anh khoảng view rồi. Đấy, anh đủ cái nhà rồi. Wick à? Rồi, Wick đâu để em? Đây này, nó đây. Ra rồi, đi rồi. Ai không động vào nữa, nó sắp điên lên rồi. Chạy trốn đấy. Thanh niên Chicken Galaxy đang chơi sao mà lại out ra đấy. Chắc vì this. À lỗi à. Chắc đông người quá lỗi. Quá đông mất con pha của em rồi. Ơ em mất con pha rồi. Ông Chicken Galaxy ông lấy mất của em rồi. Quá tí là chúng khác. Grabbing a pipe bomb. Lacking chó. Anh kia mod mod của Black Ops 2 à? Bây giờ cuộc sống là phải tiết kiệm, không thể phung phí được. Ý anh là sao? Đi chơi nhiều quá hết tiền à? Tăng tăng. Tăng đâu? Kìa tăng kìa. Đây. Lùm lửa rồi. Đi thôi kẻ mẹ áo chết bố rồi. Đi đi. Đi thôi. Ok. Đây là chết rồi.
Đâu tưởng Hòa có bạn đâu, bạn đâu? Nó đang tải map, mạng nó như chỉ đi. Bây giờ dạo này cái hot chỉ có... Ôi ông chỉ cần Galaxy, ông có 2 hộp máu rồi, ông hôn mất của em rồi. Anh còn đéo có hộp nào, anh còn một hộp anh để dành dầu ván này, à từ lúc nãy này. Bên kia tí làm gì nhỉ? Ôi đã thấy quái rồi nhỉ? Không quái ra đâu kìa. Tí nữa là cả đáng giờ. Tốt quá nhỉ, đang sướng sướng sướng. Rơi thôi. Ngon quá, chứ điện có máu. Covid. Come on girl. Quick kìa. Sốc ghê lắm. Sốc vào đầu đi. Ông phải ấn chat đây xong bắt đầu ông ấn là zone team 2 mới được. Chấm than zone team 2. Đấy, ông phải viết zone team 2 như kia kìa. Mới được, mới vào được. Đi rồi. Rút cho nhanh. Nhân kia cho đéo lắm thế nhỉ. Ôi em cao này. Xuống dưới đi. Bắn cờ lồn đi Long. Thằng kia này là để bị đít à, đít mũi rồi. Đít là lô rồi. Chắc đang vô lại. Long ơi em ơi, Long ơi. Lớn ta. Alo. Chào anh. Chào nó. À đây. Ơi. Ồ, mày đang chơi à? Ờ, vẫn chơi cái map trước đây mày, không phải down đâu, cứ vào lại đi. Tao vừa ăn xong rồi tao vào. Tao mở mở máy luôn. Mẹ ơi, hôm mai mấy giờ mày về nhà? Tao á? Thì đấy, tao về được sớm. Ta boi Long vào siêu thị ăn xong mới về. Vãi, tao còn thế nào chúng mày bảo chúng mày mới đang ở đầu đồng hồ à đầu liên giáo mà đi trước ta mà đến giờ mới được đâu. Bọn tao định ghé qua nhà thằng Hào chơi nhưng mà thôi, đã định ghé rồi đấy. Tao thì cái lúc đoạn đang đi cùng một mày, cái kéo nào nó nhìn thấy giống mày đâu, thế là cái định vị nó cứ chỉ theo rồi tao đi kéo cái đường đâu chẳng là... cái đường cầu Trung Dương thôi, nó rẽ cái kéo nào nó sẽ rẽ ra tận cầu gì nhỉ, ra tận cầu Nhật Tân, và cái cầu dài vãi cứt được hơn 4 cây. À, cái cầu đấy em đi rồi nè. Ơ, chú đi ở đâu? Cái bác mày... Em hồi trước em về quê, vừa hè năm ngoái em về quê xong đi cầu đấy rồi nè. Em đi từ sân bay Nội Bài về. Ừ, cầu đấy từ đường đi sân bay Nội Bài mà. Cầu ấy đẹp mà, buổi đêm đẹp mà, đèn bật lên nhìn chói lóa mắt. Ừ, công nhận là cầu đấy nó đẹp mà dài thật đấy. Chú quê ở Nam Định đi nhỉ? Cô chả biết, em chỉ biết cái làng quê em à. Quái, càng ngày càng đông thì nhỉ, bắn thì không ăn thôi à, cầm mà lờ. Rồi rút anh em ơi, rút được ngày, rồi. Rút rồi. Cô không phải mông đây.
chú mà không rút là thì mẹ mà còn lâu nó mới đi được ấy. Chơi cho phát mày rồi, quái đông cực kỳ luôn. Quen. Em sắp rip rồi. Đông quá. Mà ping em lại bị cao. Bắn đi Long ơi, bắn câu vào tao phát. Ông cửa vào. Giúp em, mở cửa ra giúp em. Cứ đi, ấy, anh dậy rồi. Mẹ ơi đông. Mình là Trung Quốc à. Ô mệt. What the fuck. Hello. Lại mất hết đồ. Có lẽ là mất. Em lượm đồ xong nó chuyển sang nhân vật khác. Mày thằng mày bị ngu ở lạ hà mít. Cứ chơi đi, sợ gì đâu. Chơi. Mày bố lại sợ mày. Em có hai mắt đầu chơi. Em sợ. Sợ mà là rồi. Để mẹ năm thằng cơ mà 5-6 thằng mà phải sợ. Nào thì chơi. Lại mày cái thằng đánh đế chế còn thua thì con mẹ mày rồi đấy, nó bắt đét. Mày chỉ vào đồn kít thôi nhá. Gần đây là lép một đét rồi. Giấu mà có map giật thích nhở. Đấy, giật thế mà đòi hỏi. Map giật đòi chơi expert. Lạc vẫn trả lời. Mà nói thật nhá, expert đéo hiểu sao. Bắn mẹ bắn trục viên mà không chết. Map khác rồi, map này căng quá. Các bạn đứng map mà mình chơi map mới vào. Mày ăn bữa anh. Em chạy trước rồi. Đường này đúng không anh Đạt? Ờ đúng rồi. Từ quick à. Ôi nó chơi được mẹ hai quả đầu nó chết thì chơi bời vậy. Vậy mà nó chơi sợi quá. Cái mắt mày lắc thế nhở? Lắc thì chứ làm béo được. Em con này bị lắc đây này. Lát ping lẫn FPS luôn. Ôi kìa lát trôi rồi. Ôi mẹ ơi. Ôi rip. Ăn lòn. Cúc. Thì cho mẹ nó giáo là đi ra lạc trôi ấy nhở. Ý nó lát thì bay mẹ mà con quýt đi sợ đi. Mẹ nó. Đây trở lên đây. Đây trở lên đây này. Ôi nhanh thế. Nó không nhanh thì mày để ấy à. Thiệt à. Ô. Cánh máy bay dởm thế, thảo nào chả rớt. Cánh máy bay mới đi tàu khựa. Cánh máy bay xuống không? Ô. Mỏng một đáp thì chết hết tàu khựa rồi. Rồi, chuẩn bị giúp tiếp nào. Bình tĩnh anh ơi. Ui, mẹ em ấy cái gì thế? Nhà đây thần. Ồ, tôi xong. Cứu. À, anh cậu cộng sản à? Vào à? Được, để tôi đẩy cho cộng sản một slot cho. Từ đang đi nốt bác này mày. Đang chơi này chạy. Được, nói nghe thì giáo được. Thanh niên cộng sản vào chưa? Anh nghe giáo được. Cho thanh niên cộng sản vào, tăng nick rồi đây. Đi anh em ơi. Ôi, đấy thì quái già nhỉ? Đợi tí xem nó ra. Thanh niên cộng sản đợi tí nhá.
Đây, mình chuẩn bị đây. Quái thì mình ra đây. Thuộc ra này. Em heal phát. Không có cái melee nào chứ. Mình đợi ra là thằng bốt ra chặt đường luôn. Dạ. Ủa anh đạt hai hộp máu. Anh nhặt. Vừa chui nhà thêm một cái mà. Đâu anh nhở? Em đi giả được. Vừa chui nhà một cái đi. Vô yêu cũng nào cầm cầm hộ rồi. Có cộng sản đấy em rồi. Bình kia. Ok em cao. Lạc quá nhỉ, đúng mãi đứa tí súng rồi. Ôi nó mua quái ấy. Đi chuyển anh em ơi. Mẹ mất. Trước mắt đi chuyển đi, xong đi chuyển đi, bao nhiêu tiếp. Được kia, đừng kia. Nước nhớ mít à. Yeah, con mê lên. Mít người bị thọt phát đây cơ mà. Kéo rồi, sao mít đã hy sinh. Bắn tao vậy. Ôi thịt mẹ. Cảm. Đi lên đi. Đi lên ngay. Đủ pháp. Đấy rồi. Quái dao lên. Quái thành niên kia bị lag hay sao rồi. Kiểu bị lag ấy. Đi lên em ơi. Đi lên đi lên. Ủa, lên thuyền là hết map rồi à? Còn khối lên đánh nhau. Chuyện trên kia chám thì qua được map rồi. Mẹ tí đánh nhau này xong còn đoạn kia nữa cơ. Ôi nhìn kìa, delay. À, delay slow motion anh em ơi. Slow motion đi. Vèo đâu có, vèo đâu có cái chức năng thuyền đi mượt đâu, delay bình thường. Nút gì đây? Nút này, nút slow motion hiện kinh quá mày ạ. Sợ nó giật như điên ấy. Anh slow motion hay không? Vai. Mày này cho phía Ấn Độ à? Ôi dồi ôi, Pháp, anh... cái gì? 137. Em 184 này. Cái đếm gì vậy ta? Hot này 74 này. Người hot 74 ping. Đứng đây. Nhà em đánh nhau tiếp vào. Tiếp nữa. Em đi từ nhá, thì cái bay kia xa lắm. Đấy, nhanh rồi. Ôi, không có trà xanh rồi. Đi thôi, nhắm lên, nhắm trà xanh, cút nghe. Em đâu có trà xanh. Thằng lùn nó có lưu đạn đâu, có mình đâu. À, vừa đáp rồi, chạy đi. Nha, quả BB này. Đáp xong chạy luôn anh em mình. Nhanh như chục chó chứ. Lột nó bắn thẳng mình sang đi. Cái gì? Thằng nó bắn lửa đấy. Đùa. Bóng cái điểm vừa thôi. Nó lại cầm theo cái đấy thì đi. Trong này có một kit này. Ủa tay một kit. Tăng. Đâu kit đâu cho em cái em. Đấy cho trong cái này. Rồi cảm ơn anh. Ôi địt mẹ ba. Ui đằng sau kìa. Đằng sau. Đẹp. Mẹ mắc. Anh hợp chạy đi. Thôi bài anh nhé. Ui nó đấm em chết rồi, nó đến chỗ em rồi. Thôi rip em rồi. Hy sinh máu đi. Chạy đây. Ui dồi ôi, lag quá. Đéo đéo ấn được. Lag quá. Ui, 30 FPS này. Mẹ, mình đi làm thế lồn nó được. Mạng tao nhiều người dùng. Ai biểu chia sẻ mạng. Đéo chia sẻ đéo được. Người tốt thì giờ chê. Trong cái giá, một người tốt quá thì phải lag mạng.
người ta bảo tốt. Ui, em còn có 30 FPS này. Thôi, này, xong rồi chạy đây, chạy đây, chạy đây. Vậy anh lúc đéo trong trạng thái là chỉ có dưới 20. Ai biểu anh chơi màn hình lớn chứ? Chơi màn hình 144, ai đâu làm gì được. Màn hình có 13 mấy thôi mà, tụi đéo đâu to. Em căng mấy này. Căng đấy. Anh thằng ấy ơi, thằng. Tốt nhất là chỉnh xuống. Ô, nó thư tỉnh cho mình cả melee này. Đằng sau kìa, anh LT rồi. Rồi, tạm biệt thanh niên chiếc cần nhá. Ở lại đấy nhá. Anh em không... Chết rồi, sắp chết rồi. Không bắn lửa nữa nhá, em sợ lắm rồi. Thì vậy thế bọn quái nó đánh tứ phía, mình đéo thì đỡ được hết luôn đi. Ủa giờ đi đường nào? Từ lên xe đường này. Chứ phải đâu, cái mạng của tôi nó mạng hot không đi ra. Nhà rồi. Bắn lồng. Cứ mang. Rồi 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 rồi, chạy đây chạy đây chạy đây chạy đây chạy đây. Nhà hình cái gì? Quái nó chạy nhanh cái lồn luôn. Nha, mình rủ, lòng. Mắt này kinh dị quá. Bị mẹ mắt chạy hát đấy lòng. Đỡ hơn chút rồi, không muốn bốn rồi. Đây 6 rồi, đây 23, ngon rồi. Thì em vẫn còn cao. Ôi, sống 18 mà đẹp lắm rồi. Chạy đây nhờ. Ôi, ông kia phun 100 máu rồi, mới sợ. Cái này là boss mà. À, ông Chicken Galaxy kia. Dạ. Boss mới vào ấy. Boss mới vào lên được ấy. Ôi, mang này FPS em. Rồi. Ôi, cái gì có. Chưa bao giờ em có cái trà xanh ở đây. Trà xanh á, ngoài kia bán mười mấy k một lọ đây. Gì đắt đấy? Rô là tít đây. Trà xanh chỗ em bán có 8.000. Anh lồng này. Chạy đâu biết sợ đi. Đi tụi anh đi dạ. Nào vào đi. Lô anh em lô rồi. Lại FPS tăng lên rồi à? Ok, à quên, ping tăng lên rồi. Em chạy trước rồi. Mẹ ơi, lạc rồi, đi cụ thôi, lạc đường nhưng vẫn lầm. Thôi như điên cầu ấy thôi anh em ơi, hình như đéo phải đi dưới này đâu. Mẹ ở đâu này? Kìa anh đâu ơi? Lộn đường rồi, lộn đường rồi. Hello, chứ đừng mọi kia chạy một hướng, thì đéo là. Chú không biết tự chủ à? Mà nhìn nhá, cái con quái giờ lạng lách đánh võng này, tự ơi. Bây giờ nó bị say đúng không? Nó chạy đường thẳng mày bắn đâu, chạy lạng lách lắm. Ui giời. Quái tao mới nâng cấp quái bắn khôn lắm. Thế để sao mà chúng nó quá lên XPS đi đạp. Để điên. Chơi thì ngu mày mẹ. Mẹ bắn mấy giờ ngày còn đi mẹ còn vuông mồm nên còn đấu thắng được. Ui thì có mẹ ra ra ngay. Ra ta. Lộ. Anh gạt ra. Sẽ đi cứ thẳng trúng cái lỗ nhỉ. Ui. Trời ơi. Cắm thế nhờ cái map này thì mẹ bắn đắp chết thế này. Thanh niên hòa đi mẹ đâu rồi. Em nãy giờ đi hai lần đó xuống lỗ rồi. Đi lên cái cầu ấy. Này mẹ quả lần mê cung mới lồn luôn. Nè đây là cung này. Mê cung còn đéo nữa. Lại quýt thế nào. Đây à. Có ra đâu đấy. Úi dồi mẹ ngay trước mặt. Ơ đi xe. Thì mình cười. Vãi cười. Vãi cười. Ôi. Ha 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 ha
may quá mình quái mình gạt kịp. Em phải làm hốt hồn. Đéo phải cứu tôi. Được rồi, anh em ơi, được rồi, được rồi. Tao mấy thành niên đi ăn bít chùi cung cái cơ lời. Bả hét. Đít mẹ. Bỏ hết hồn mất rồi. Đã chùi cung cái gì. Cái thằng ngáy thì to này. Kiểu này khán giả xem video của anh Đạt có một cân. Slow motion rồi. Oh, slow motion. Né thôi, lửa cháy thôi. Đó, mà kêu đi thế. Cắt chi. Cái gì vậy? Là mình. Đã lỡ rồi mà, căng quá. Ôi mũi tên ấy, chỉ nhìn ở bên cạnh đường mũi tên ấy. Ui, tắc. Nhìn xem mũi tên nó chỉ đâu. Anh kia dễ chật mình thế. Đây là đây, mũi tên này à? Tên này. Đi nghe mũi tên rồi. Này, này là cái hố à? Giọng ai đấy? Cái lửa này. Đôi. Lại nữa. Ai giời. Biết tao chưa thấy mà. Chứ gì để bị chân chờ hút rồi. Mẹ chưa thấy nó đâu, nó thì mình lựa đi. Có trà này. Đâu đâu đâu, em nguyện vọng lấy trà cho. Mất à? Ôi, em yếu rồi. Mẹ. Em còn một tiết. Điên à? Đây anh cho chú. Cảm ơn anh. Mặt này chai hát quá. Cái chú mới đầu nhìn hot bên ngoài là bao nhiêu trên bao nhiêu ấy nhỉ? Có nên chuyển hay xuống lâu để chơi bác này không ta? Ai đâu? Rồi anh em ơi, trong này ô, chết rồi, quay lại rồi lại à? Đường này, trong này. Móc chả hát coi chả muốn lút luôn. Chúng bọn nó bunny hop, chúng có thằng nó cầm cái trà nó đáp phát bay lên trời rồi đấy, rồi làm gì? Làm gì nó làm đi. Oh. Yeah. Ủa cái đéo gì đã chưa? Thôi. Ô. Giờ thì sao? Nhìn chỗ này cũng nhảy tiếp mà. Đợi chứ con bố đéo gì đây. Cái là móc cuối ở đâu nhỉ? Cần móc cuối. Chắc là đợi cái gì nhỉ? Như cái kia đổ xuống, không sao, như kia đổ xuống. Anh LT đâu rồi? Qua đây em đưa cái tiêu cho. Lạc quá đấy, từ tí. Phải cả lồn tinh. Sao giờ này FPS em chưa thấp hết ta? Con này quái nó ra nhiều ấy. Xem đồ mắc lắm thì cũng được. 32 người mà bao giờ chơi đến 32 người đâu. Sẽ go update mới nó lag rồi. Cái gì vậy? Cái kêu gì vậy?
Ủa tăng. Đánh lương. Tăng incoming, tăng dưới đây nè, em nghe nhạc nó rồi. Đi rồi. Chết rồi. Đã lừng. Một máu. Ơ, lag đây, chết rồi, đi từ từ. Rút đi anh em ơi. Tanh nó bị mắc rồi. Ôi thôi chạy. Ôi trời ơi. Mẹ máu chú giúp chạy được. Tôi chết rồi. Kìa rất kỳ cứu. Bình tĩnh. Vẫn lờn thì con mẹ đâu đi được cơ. Đông vai lồi. Chưa rồi, đứa rồi. Mày tự dùng kit cứu đi, thì mẹ nhiều khi xa nên anh em cứu tiếp theo rồi. Tao đã biết từ. Tao lại bảo đéo biết. Vườn thú. Ui, thịt mẹ còn con tanh từ ngay đây thì tao cũng chịu cả lời rồi. Không phải lời nhá đâu, là con mẹ được rồi, mẹ đó. Đúng rồi, đi cái chỗ nhau thô này. Thịt mẹ. Chết hết à? Chết mẹ rồi. Em cũng sắp chết rồi đây. Đã chết chưa? Chưa, sắp rồi. Ôi má ơi, đông thế. Thôi rip. Tao vẽ cả lũ rồi. Ơ đi start thôi. Tôi biết, chưa biết được. Thì vậy anh rất là tỉnh lắm. Tôi vào xe này thì vậy, có bờ lên. Đây, anh dậy ở đây. Có bờ lên cho tao vừa máu ăn. Tôi vào xe đi em. Tao hết sạch cả máu rồi. Đừng có vội địt mẹ mày, dừng cuộc chơi sớm. Yếu vãi lều. Kìa vãi lều. Lạc quá. Lấy quá. Mẹ đéo còn máu nữa kìa. Đâu anh đưa phim. Đâu anh Tuấn Anh đâu. Đi nhanh lên mẹ, không tí nữa. Cứ đẩy đánh máu kia đen trắng bơm thì anh em cứ tham bơm mẹ đến lúc hết đéo có máu dùng. Đây tao chưa hề máu đỏ tao mới bơm. Lạc quá đi. À, chứ cả Galaxy thoát ra chơi đâu bây giờ. Đâu? Lag ở bên thế trong game này thì... Thành viên chiếc Nazi đang thấy chơi better ground ghê như thế. Nè luôn. Nhà kia rồi, mình thấy nhà rồi, sớm máu thôi. Vừa thể hiện thanh niên Chicken đang play Better Ground. Đi cơ mẹ ăn thế mà con chịt. Đang chơi Better Ground. Sao con chịt kìa? Ồ, tôi để lại cho em một cái để em bú. Yên tâm, tí thằng map mới chú khác có. Ôi đá đây, tí em phải đỡ ngành đâu vậy? Có. Chỉ gần dưới rưỡi mẹ rồi. À đây, à bố à? Còn M16 này.
Đây chiếc quyền như đang chơi với người AFK thì đó rồi. Phải cắm cơm. Giờ ăn cơm á? Mẹ thì không giờ cắm gì nữa, về đớp một cái lồn gì. 9 giờ rồi mày ạ. 9 giờ thì mẹ chúng mày có phải nấu cơm lồn nó toàn với thằng gì có người nấu hộ. Lại không phải nấu cơm. Em phải nấu cơm. Mày nấu một mình mày ăn dễ, mày nấu cho người khác ăn khó ấy. Thì khó à? À. Khó thế nhỉ? Chỗ này như là rút thì mày bay sao nhỉ? Cái nhà cái thủ dâm. Cầm đạn luôn nhá. Ôi, ôi. Trời ơi. Anh vừa đâu chả? Mình nghe từ nó mà. Ừ, nó tới rồi. Mẹ rồi. Hết cái này em nghỉ nha. Chạy cơ nào đây. Hết này ai mà nghỉ. Ai còn phải đi đốt như... Có một cái gì đó. Ủa kìa. Nó đi ngược lại. Lấy. Có cái gì để kết ở trên. Thôi. Kết từ trên ấy. Ây máu. Sướng không? Đừng kích nha. Kê. Sướng không? Đừng phí. Đừng bơm máu bội. Đơn chứ tội gì. Đây kia tìm có thêm mấy cái cọ nữa mà. Mát này phải đi chơi kia có thêm cái. Chúng phải đi mò. Mò có mà ăn. Mò bắt sờ tát cái đéo gì nhỉ. Ôi đi. Cái đéo gì đây. Cái gì ở bên dưới. Chúng là mình giỏi. Nó bắt mình bật cái gì bên dưới này này. Cái kia. Anh em lên tầng đứng hết nhá, đừng dưới này làm gì đó cho mệt. Uống lại máu này. Dưới còn có mấy kit cơ mà, yên tâm. Thôi lên tầng. Con bò tao nhá, con bò tao đi để tao bắn. Đi cùng nhau đi. Đứng trên tầng này mà cho chơi nó mà hút thì thôi rồi nhỉ. Đừng để nó hút chứ. Chết tại cùng đi. Nhớ gì cho còn mới một cái tip này. Cho chờ đấm đo mà, cho chờ đấm 10 máu là ăn. Impact một phát đấm 20 máu ấy. Impact một phát 10 máu mày à. Event mà 20. Event là 5 máu à, Nôm mờ có 5 máu thôi. À nôm mờ 2 máu. Mờ 2 máu. Nôm mờ do đấm. Chứ được nôm mờ, nó mù vậy. Cái từ không nhớ vậy. Vừa giết xong lại ra tiếp kìa. Từ đây muốn nào đi giờ này chắc đông nữa thế bốc luôn nhỉ.
tăng tăng. Dạ, ui kìa, ra 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 ra. Mẹ, rồi rồi rồi. Mẹ ấy. Đang đâu nhỉ? Mình leo leo bên kia nhỉ? Nó gần. Ui, bên kia. Như bên kia. Đây bên này. Thằng này nó nặng tới cái mức mà đi mà đất nó rung luôn. Thằng này nó bao nó hơi nặng xương. Nó hơi to thôi. Thì mày vừa chưa? Mày vừa chết mẹ. Gang 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 tích thế mấy cái thằng tăng kìa. Ôi, ui giời ơi, mẹ. Tông cái đéo nào tông trúng vào mình. Anh đi. Trúng. Kìa, bây giờ chúng ta vẫn cái thân. Ui giời, bay kì kìa. Cái đấy, đưa. Thanh kia cái như phải cần đấy. Quế vậy? Sao mình tao đây này kia? Chính ra thủ này lại dễ hơn so với kiểu vừa lại mẹ vừa lại vừa chạy vừa bắn vừa vỡ mặt. Bơi đây, bơi đây. Bơi đi đây. Đúng quá. Ủa, cái gì? Đá quả chơi. Đá bằng đéo là phí đấy. Tối quá. Đá một quả, đá một quả sao? Anh là người có điều kiện thế hả nhỉ? Ơ, à, cái gì người em này? Thằng anh là đâu nhỉ? Đi kìa. Nghe nhạc ô trên Steam hoài chán rồi. Kìa. Ô katana nè. Đây anh em ơi, đây đây đây, sau sau lưng này. Đáp rồi, đừng đáp một quả thôi, đáp một quả thôi. Đứng dưới thủ khi hơn nhỉ. Chết rồi, còn mẹ sử dụng sinh lý này. Selling, thằng nào cần bơm máu đấy. Ủa giờ làm gì? Đợi thôi à? Đợi rồi, nó xuất hiện giờ. Cái gì xuất hiện? Lên lên kia. Lên kia. Bay ra. À đây là ai? Em đi trước. Lao qua lao qua này. Rút. Mà nhảy đi mày. Ôi ta. Lần. Kìa. Ơ lát cái đảo xây. Xây còn mùa mạng. Bye. Ôi đi cơ mẹ, nó tăng đáp góc trên ấy kìa. Xuống đường. Chạy đi cháu ơi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi nhìn to. Con gặp quả này kìa. Trực thăng nó không đón mình lên, đón xa thế. Thích thế. Quái nó giấu đủ được. Mình thích thế rồi. Yeah, thằng tên nó. Ông Việt Nam nào vào kìa. Easy. Game easy. Thôi nghỉ đi. Thôi em nghỉ luôn đây. Bye nha. Nhạc nhéo bật hay